Ồ, chào bạn, mình là Hon Kitty và hôm nay mình chính thức được anh Neko, chủ nhân của mình, thay bao cao su cho mình. Người đàn ông có hai khoảnh khắc tuyệt vời trong cuộc đời của họ. Một đó là khoảnh khắc mà họ gặp được cô gái mà họ yêu. Hai đó là khoảnh khắc mà họ thay cái grip doctor mới cho cây mod của họ. Giờ cái grip này mình xài được 3 năm rồi, nó dạng khè như vậy, cho nên là hôm nay mình sẽ thay nó bằng cái grip doctor mới đặt mua của bạn Nguyễn Hưng ở trên group số mod người là mod. Thì cái này mình mua hết hai đầu là hết 80 ngàn. Mình thấy cái giá này nó ok, tại vì hai cái đầu nó gáp lại thành một cái doctor nguyên, mà một cái doctor nguyên thì giá nó cũng 80 ngàn rồi, cho nên là giá này mình thấy là hợp lý. Bây giờ mình sẽ bóc cái gói này ra. Đó, và đây là cái doctor của chúng ta. Đó, trắng như ngọc trinh luôn, đựng trong cái túi nhìn rất là sạch, nó rất là kỹ. Và cái clip này thì mình phải cắt bỏ một đoạn ngắn như này, một đoạn tầm 0.5 cm, tại vì nó hơi dài hơn so với cái clip cũ, cho nên là phải cắt. Tại vì không cắt cái mod nhìn nó dài dài, quay nó dài nhìn xấu, cho nên là phải cắt bớt một đoạn, rất là đau lòng. Sau 69 tiếng suy nghĩ thì mình quyết định là sẽ không có cắt, mà cứ để cho nó vậy luôn. Nó hơi dài hơn cái cũ nhưng mà thôi cứ kệ đi, tại vì nó cũng không ảnh hưởng lắm. Còn hai cái này thì mình sẽ cho nó vào nơi an nghỉ. Đó, đó, có cái này đi. Và đây là cái tiếp doctor của mình, doctor gold mà quay nó chạy tới thành doctor bạc luôn. Đó, thì bây giờ mình sẽ nhét cái tiếp này vào trong đây, vào hoàn thành cái mod. Thì có khi mà có điều kiện thì mình sẽ đổi luôn hai cái tiếp này cho nó nhìn nó mới hơn, chứ hai cái tiếp nhìn thấy ghê, không có hợp với cái grip tí nào hết. Ô, chào các bạn, mình là Hon Kitty và hôm nay mình chính thức được anh Neko, chủ nhân của mình, thay bao cao su cho mình. Đó, mình bây giờ trông rất là sạch sẽ, thơm tho. Cái này thì mình thấy cái grip này nó có hơi chạy tí, nhưng mà thôi kệ cũng không sao. Đây, nó hơi chạy tí ở chỗ này. Đó, một cái lằn ở đây, nhưng mà cũng không sao, không ảnh hưởng lắm. Các bạn nào mà muốn mua thêm mod gì thì cứ lên group show mod người là mod, thì chỗ này bán rất là nhiều, bán những cái đồ lẻ lẻ như vậy rất là nhiều. Bạn có thể tìm mua những cái mà mình thích hơn là vô cái shop, thì thường người ta sẽ không có đăng nhiều bằng cái ở trên cái group này đâu. Đó, các bạn xem video mình, nếu mà thấy hay thì có thể like ủng hộ mình.